Chào ở Hồ Thanh Tâm. Như Tâm biết là trong đợt cái thời gian gần đây thì công việc anh là khá bận rộn, khá căng thẳng và mệt mỏi như Tâm thấy rồi đó. Da của anh lúc này anh cảm thấy nó hơi khô á. Nó hơi khô. Thì anh được biết là thì Tâm cũng là một người rất là rành về cái sản phẩm để làm đẹp phải không? Thì anh cũng cũng hẹn Tâm thì hỏi muốn hỏi Tâm là làm thế nào anh muốn kiếm một cái sản phẩm nào đó để nó tốt cho da anh, nó trẻ trung hơn, nó đẹp, nó căng bóng hơn để anh có thể tự tin hơn khi anh đứng trước ống kính. Em làm gì? Dạ thì theo mà những lời anh Thịnh nói á, thì em nghĩ là anh Thịnh nên sử dụng sản phẩm Bico Collagen này. Vì Bicocollagen. như em thì em đã sử dụng sản phẩm này lâu rồi. Thì trước đó em đã sử dụng qua nhiều loại collagen khác nhau. Thì sau khi đó thì em thử chuyển qua sản phẩm Bico Collagen này để sử dụng. Thì em thấy và em tìm hiểu được á là Bico, hạt Bico thì nó sẽ có kích thước nhỏ hơn rất Nhỏ nhiều. hơn Dạ, collagen nhỏ hơn hạt nano rất là nhỏ nhiều. hơn là Hầu nhiều. hết những sản phẩm trên thị trường mà về collagen thì đều sử dụng hạt nano collagen, nhưng mà hạt Bico collagen thì nó sẽ nhỏ hơn, và cái việc đó khiến cho mình cơ thể mình hấp thụ một cách dễ dàng hơn và không có bị đào thải ra ngoài nhiều như là nano collagen. Thì nếu mà anh Thịnh muốn cải thiện cái làn da của mình căng bóng hơn, thu nhỏ lỗ chân lông, thì anh Thịnh nên sử dụng sản phẩm Bico collagen này. Anh thấy nếu mà em nói về cái sản phẩm này nó cũng thích hợp với anh á, tại vì em biết mỗi lần đi quay hay đi làm chương trình đồ anh cũng có mất một chút xíu đúng không, thì về nhiều khi lâu rồi bụi bã mới là ngày đó thì cái lỗ chân lông nó cũng rất là lớn. Cái này là như em nói là ngoài căng bóng ra thì khe xích lỗ chân lông Xe khích lỗ chân rồi lông. có cái độ ẩm nó tốt không Dạ đúng rồi, nó sẽ làm cho làn da mình được cải thiện rất là nhiều nếu mà em? anh cái thời gian anh sử dụng lâu dài. Thì đối với những cái thực phẩm như vậy thì em nghĩ là anh nên có một cái thời gian trải nghiệm lâu dài thì anh mới sẽ thấy được cái hiệu quả của nó, chứ Rồi không được phải là cao như là vì nó không phải là thuốc nên nó nó không phải là nó không thể nào mà có tác dụng nhanh và liền ngay lập tức. Mình nên có một cái trải nghiệm lâu dài để mà mình thực cảm ra nhận được nó. em nói cũng đúng á. Thực ra mình uống một sản phẩm hay là mình dùng một sản phẩm nó có một cái thời gian thì nó mới chuyển đổi thì đúng là một cái sản phẩm tốt. Thì anh thấy bạn anh thì cũng có người nói ủa sao gặp hôm nay, ban đầu hồi hồi xưa anh gặp thì anh thấy là anh mới gặp cái anh thấy ủa xong đẹp vậy, sau khoảng một tháng anh trở lại anh thấy xấu là xấu. Thì anh nghĩ đó là những cái sản phẩm thì anh được biết là những sản phẩm nó có hóa chất đúng không em, khi hóa chất thì nhanh nhưng mà nhanh thì nó không có bền, và sản phẩm như vậy thì nó lại tốt. Thì Tâm có thể chia sẻ cho anh, và cho anh hỏi là một ngày mình có thể uống mấy viên? Một ngày tối đa mình uống được 5 viên 5 thì viên. em nghĩ là như vậy là đủ để cho cơ thể mình có thể hấp thụ một cách tốt nhất. Thì ngoài ra cái Bico Collagen này nó còn phù hợp với những người mà có những cái bệnh về thoái hóa khớp nên, tại vì Thoái collagen hóa nó khớp rất nữa là hả? hỗ trợ cho bệnh nhân Ồ, thoái vậy hóa là khớp. tốt quá. Đúng rồi ạ. Vậy thì cũng có thể là những cái người lớn tuổi rồi Dạ cũng có đúng thể rồi. uống uống cũng được Dạ ha. đúng rồi À, ạ. lớn tuổi ở nhà. Rồi trời ơi, cái sản phẩm này tốt quá, anh về anh cũng có thể trải nghiệm Ngoài sản ra phẩm thì này. theo cái thời gian sử dụng của em thì em thấy là so với thị trường thì cái sản phẩm này có giá rất là phải chăng. Dạ, Là đâu quan trọng cái đó mặc đó, dù sản là phẩm nó là tốt mà giá dạ tốt đúng rồi, mặc dù là đây là sản phẩm nhập khẩu từ Nhật, do công ty Reto nhập khẩu, nhưng mà cái giá lại rất là phù hợp với lại túi tiền mà mình có thể sử dụng một cách lâu dài. Rồi về này hay quá, anh về anh sẽ chắc chắn là sẽ dùng sản phẩm rồi, và hy vọng rằng là mọi người mà nghe cái sự chia sẻ của Tâm đến với Thịnh cũng như mọi người biết cái dùng cái sản phẩm này thì nên dùng cái sản phẩm này ha. Sản phẩm này là sản Bico phẩm Collagen. Bicocollagen của hãng Rebeto Dạ đúng rồi. của Nhật Bản, mà do Rebeto đại diện tại Việt Nam phân phối dòng sản phẩm này. Dạ đúng. Rồi, cảm ơn Tâm. Tâm có lời khuyên gì cho các bạn trẻ không? Dạ có chứ ạ. Thì em nghĩ là tất cả những thực phẩm chức năng mà mình sử dụng thì ngoài cái việc sử dụng thực phẩm chức năng thì mình cũng nên bổ sung ăn uống và tập luyện để mình có thể giữ được một cơ thể khỏe mạnh và một cái tuổi trẻ căng tràn sức sống. Rồi, cảm ơn Tâm. Rồi bây giờ này cảm ơn Tâm thôi, bây giờ anh đãi em chầu cà phê ha. Bây giờ mình yêu cà phê nha. Dạ cảm Xin ơn anh. cảm ơn Tâm nha. Dạ. Rồi.